ta lại tiếp tục con đường ép thẻ. Ok, đây là hôm nay chúng ta sẽ xem ai nào. Van Persie, Van Persie đâu rồi? Van Persie 07. Và hiện tại thì Van Persie 07 đang có giá sẽ cùng 1 là 57 ngàn, con số cũng tương đối. Hôm nay chúng ta sẽ dùng phương pháp F1. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ ép và xịt hai thẻ cộng 3 với cộng 1 xịt ha. Rồi, chọn những cầu thủ cùi ha, có xịt thì cũng không sao. Sau đó thì chúng ta ép thêm một thẻ 4 cộng 1 ở đây, chúng ta chọn tiếp lô ha. Và cũng hơi tiếc, mà tuy nhiên là chúng ta cũng có thể coi như mà buồn luôn. Tiếp lô 4 cộng 1. Sau 3 lần mổ xịt, bây giờ chúng ta sẽ bước vào con chính nha, là Van Persie. Hy vọng là chúng ta sẽ được một pha ép thành công. Chúng ta đợi 4 nhịp vào 1. Mồi rất là chuẩn các bạn ha. Chúng ta đã thành công được Van Persie cấp 5 ha, với 2.370.000 đấy. Okay. Xin cảm ơn bài hướng dẫn của Messi lúc từ đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn.